Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn với một cái clip cập nhật lại mấy cái máy phun hộp đây, báo giá chính xác cụ thể cho bạn mua. Thì cái dòng sản phẩm này là chạy hệ điều hành Android, là máy chính hãng nhé, cam kết luôn. Và còn hộp như thế này thì tức là hàng, một là hàng thanh lý, hàng trưng bày thanh lý đấy, hoặc là cái hàng mà gọi là người ta mới mua dùng chưa được nhiều, hoặc là hàng tồn kho thanh lý nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ nói rõ chi tiết từng máy luôn. Nhưng trước tiên mà cập nhật và báo giá những cái máy hàng thanh lý ở đây, hàng hộp ở đây, thì Nhật Nam sẽ tri ân khách hàng bằng cách là bán giảm giá 4 con máy khá là chất ở đây. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng hoặc là vận chuyển như thế nào đó, nó có một vài vết xước nhẹ, nhưng giá rất rẻ các bạn nhé, giá rẻ luôn, giá tri ân luôn. Nên hy vọng rằng mọi người hãy dành thời gian theo dõi, cũng như là ấn like và chia sẻ video đến nhiều người hơn, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhật Nam thật là nhiều nhé các bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ có một con Oppo, con này là Oppo F11 Pro màu xanh, máy khá là chất, với cái cấu hình là 64GB RAM, 6GB, tiên phong trong cái lĩnh vực mà camera thò thụt đây các bạn nhé. Máy này thì tổng thể thì mình thấy tươi xanh như nồi canh, rất đẹp, rất chất. Tuy nhiên nhìn kỹ thì bạn thấy này, hai cái nút bấm to nhỏ ở đây, các bạn nhìn thấy nút bấm volume á, lớn hoặc nhỏ. Cái này thực ra có khi mà người ta tháo ra thay cũng được, thay cái nút này nó rất đơn giản, không có gì khó. Nhưng mà Nhật Nam không muốn làm thế, mình sẽ bán luôn cho các bạn với cái giá rẻ hơn, để các bạn có thể có được một cái máy cấu hình tương đối và giá nó cũng phù hợp với túi tiền. Đây thì tổng thể thì rất đẹp bạn nhé. Đấy, chỉ bị chóc xi, cái này là chóc xi nha, chứ không phải là cấn móp gì đâu. Đấy các bạn nhìn rõ là hai cái nút bấm to nhỏ này, nó bị chóc cái xi màu xanh ra, nó lòi cái phần nhựa trắng bên trong ra bạn nhé. Đấy, và con này là bản RAM 6, bộ nhớ 64GB, Nhật Nam bán ra cho bạn với giá rất là rẻ luôn, giá chỉ là 3.400.000 thôi. Hôm nay bán giá gọi là giá thu hồi vốn, giá lỗ luôn á. Thu hồi vốn này là thu hồi vốn của máy thôi, lỗ cái bộ phụ kiện như là tai nghe sạc với lại ốp dẻo dán cường lực tặng kèm cho các bạn luôn nhé. Đấy, 3.400.000 nha. Nên là hy vọng rằng bạn nào thích thì mua. Đấy, F11 Pro mà bây giờ giá các bạn thấy bằng F11 rồi, bạn biết rồi, giá khá là tri ân khách hàng. Rồi cái sản phẩm thứ hai đây, theo lần lượt từ trái qua phải nhé. Cái sản phẩm thứ hai đây sẽ là có một con Oppo và Renault 2F, mình sẽ nói rõ tình trạng cho bạn để bạn mua cho thuận tiện. Con này cũng cực kỳ là chất luôn, nếu như mình không nói thậm chí bạn còn nghĩ đây là hàng đẹp keng luôn. Và một số khác sẽ đánh giá con này là hàng 99%, mình sẽ review kỹ cho bạn xem nhé. Không tì vết luôn, nếu mà nhìn loáng qua là không tì vết luôn, không tì vết luôn các bạn nhé. Con này rất là chất luôn. Đấy, chân xì một cái tí chỗ này, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy này, nó bị ịn nhẹ vào đâu đó, một vết rất là nhẹ đây này. Đây các bạn thấy không, không vỡ nhá, không phải gì hết, nó chỉ là cấn vô một tí nhẹ thôi. Ok, một tí chỗ này thôi đó. Và mà hôm nay mình sẽ xả giá cái con hàng này, Renault 2F này, có thể nói gần như mới, nó không bị một tí này, thành hàng rất là keng luôn. Con này camera thò thụt nha, nên rất là chất. Renault 2F chính hãng, dùng được 2 sim, tặng đầy đủ phụ kiện luôn nhá, giá thu hồi vốn lỗ tiền phụ kiện đối với khách hàng luôn, đó là tri ân. Đấy rồi, thì con này chỉ có giá bán là 4.200.000 thôi nhé bạn nhé, 4.200.000, giá rất là chất luôn. Renault 2F bị đúng một vết chỗ này, còn ngoài ra là mới keng xà beng luôn đó, chuẩn, không cần phải chỉnh nhá. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, camera thò thụt. Rồi tiếp theo đây có một con F11 Pro, tiếp tục là màu đỏ, màu tím đen các bạn, màu tím đen. Đây con này gọi là màu tam thể đi, ba màu tím đen nhé, nhưng mình hay tính đây tím này, đây đen này, mình hay đọc như vậy các bạn nhé. Con này phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128GB, đấy, cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên là các bạn thấy lưng sau bị chày này, thay vì có một số nơi người ta sẽ thay lưng, người ta bán cho các bạn nhé. Đấy thì vẫn đảm bảo men zin, màn hình zin các kiểu, thay lưng thôi, nhưng mà mình thì không bán, vậy mình cũng có thời gian làm. Ai mà nhờ mình làm, khách làm thì mình mới làm thôi, gọi là làm chơi cho vui thôi, chứ còn mà để mà dọn máy hàng loạt ra thay những cái lưng này để bán kiếm thêm vài đồng thì thật sự Nhật Nam không có làm các bạn nhé. Đó, Nhật Nam chỉ nhập hàng về bán nghiêm chỉnh ngon lành, nhập về bán kiếm lời và giữ uy tín thôi. Đó thì con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, có camera thò thụt, con Oppo F11 Pro
màu tím đen đây, sấu lưng các bạn nhé. Đấy, chảy xước rất nhẹ chứ không phải cấn móp gì đâu. Đấy, viền cạnh đẹp này, quay rất kỹ như vậy nhé. Nên là các bạn không cần phải yêu cầu mình chụp hình ảnh qua Zalo làm gì, mình rất bận nên mình sẽ không chiều từng khách được như vậy, mong mọi người hãy thông cảm nhé, hết sức thông cảm. Và con này sẽ có giá bán là 3.700.000 thôi. Đấy, các bạn có thấy bao giờ rẻ như thế chưa, 3.700.000 thôi. Đấy, thực chất ra nó chỉ bằng, nó còn thua giá con A9 nữa bạn ha. Đấy, 3.700.000 thôi nhé. F11 RAW 128 luôn, camera thỏ thuộc, hôm nay tri ân khách hàng bán lỗ bộ phụ kiện luôn, tức là cái tiền máy này là bằng giá mình nhập và mình sẽ tặng kèm phụ kiện kèm theo đó, như là dán cường lực, ốp dẻo, các cái là mình giống như mình bù tiền túi ra để mình tri ân khách hàng. Nên là mong rằng mọi người xem chia sẻ nhiệt tình để ủng hộ cho Nhật Nam nhé. Đấy, ok. Và tiếp theo đây lại là con Renault 2M nữa và màu trắng. Đấy, những con màu trắng này sao nó lại hay gặp tai nạn. Đấy, đen thế không biết, các bạn cũng thấy mới chưa, mới đẹp không tì vết này, màn hình không chảy xước, leng keng như xà beng luôn. Đấy, thậm chí nếu như gắn cái ốp vào có khi không nhìn thấy cái chỗ mà khiếm khuyết đó. Tuy nhiên mình sẽ chỉ rõ ra cho các bạn xem. Đấy, chúng ta tìm này, chúng ta sẽ truy tìm cái khiếm khuyết của con máy này, tại sao lại bị giá rẻ. Đây, chỗ này các bạn thấy mà nó ở chỗ lưng chứ không phải chỗ màn hình nhá, nó không phải là ở cạnh màn hình xuống mà là cạnh lưng, nên nó khá là ok. Chúng ta gắn ốp vào cầm lên mặt trên này sẽ không thấy gì này, các bạn thấy chưa, rõ ràng chưa, khi nhìn xuống mặt lưng mới thấy có bị một cấn sùi vô một tí này. Đấy, ok, con này nặng hơn cái con hồi nãy, con Renault 2F hồi nãy, cho nên mình bán với cái giá đặc biệt luôn, giá 4.1 triệu thôi, giá 4.1 triệu thôi, thật sự là mình thu hồi vốn luôn nhé bạn nhé, bán chơi cho vui cho bạn thôi, lỗ bộ phụ kiện đấy. Đấy, nhưng mà tri ân khách hàng để mong muốn các bạn đăng ký kênh theo dõi lâu dài và ủng hộ cũng như chia sẻ để ủng hộ cho mình thì bằng đó chả là cái nghĩa địa gì cả các bạn nhé. Tuy nhiên rất là cảm ơn mọi người. Và ngay bây giờ mình sẽ cập nhật một ít máy hàng hộp. Thì bạn nào mình khuyến cáo thế này, bạn nào thấy cái con máy nào giá chưa phù hợp hay như nào đó có thể nách qua được, không cần phải mua những con máy đó. Mình sẽ xem những con máy sau và xem những clip sau, nếu máy nào thấy phù hợp với mình thì mình mua. Đó, và Nhật Nam sau đó sẽ tham khảo ý kiến bạn rồi từ từ điều chỉnh để xem như thế nào. Có thể là mình bán về vốn hoặc mình thanh lý đi hay thế nào đó cho các bạn có máy dùng. Đấy, chứ còn nhiều khi mình cũng đi nhập về bán nên lắm lúc là giá cả có thể cũng không biết được các bạn nhé. Đấy, khi mà đối tác mình đưa hóa đơn như vậy mình chỉ biết cộng 100 tiền lãi vào. Đấy, tiền trách nhiệm vào là như thế là mình bán chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong một số trường hợp cái đối tác của mình đôi khi giao hàng cho mình giá nó cao hơn, thì khi mà các bạn góp ý cho mình thì hãy để lại bình luận đó. Đó, ok, mình thấy không phù hợp và mình sẽ xem xét lại và mình sẽ làm việc với đối tác của mình để có thể hạ giá những cái món đồ này xuống được hay không, thì mình sẽ giảm giá xuống để bán cho các bạn, đúng không? Mình cũng không tự sản xuất ra được, nên mong muốn rằng các bạn khi xem hãy đóng góp bình luận cho mình ở phía dưới clip nhé. Và lưu ý là như vậy, mình không sản xuất ra được điện thoại, mình cũng là người đi buôn và phải có lời. Đấy, còn cái nào mà lỗ quá là không được. Đấy, lâu lâu tri ân khách hàng thì ok. Rồi đây, có con i7 Pro Huawei đời 2019, con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, máy full hộp. Máy full hộp thì mình sẽ xem bên trong nó có những cái gì. Chúng ta sẽ nhìn vào cái bộ phụ kiện mà chúng ta biết được rằng nó là hàng người ta xài ít, hay là hàng trưng bày, hay là hàng tồn kho. Rất là dễ bạn ạ. Đây, như con máy này người ta trưng bày ở tủ này, xong rồi cà tới cà lui giết ở cái tủ người ta cách để như thế này, các bạn hiểu không? Đấy, nó cà tới cà lui giết này, nó hơi chảy tí lưng, tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì đến cái thiết kế hay là bất cứ một cái vấn đề gì về kỹ thuật của máy bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn thế này là biết người ta để trưng cái tủ này. Cái cửa hàng điện thoại người ta hay có những cái tủ để trưng như thế này. Đấy, cà tới cà lui là nó bị như này, bốc tới bốc lui. Nhiều khi trưng hàng năm không bán được chứ chưa chắc đã có ai xài nhé. Đấy, chứ còn người xài thường thường mình thấy là không có để ốp dẻo trong này mà không dùng đâu. Đấy, ốp dẻo còn nguyên mới và sạc cũng thế. Nếu người dùng chắc chắn sẽ lấy ốp dẻo ra dùng và lấy sạc ra dùng. Thì cái con máy i7 Pro này mình sẽ bán ra cho các bạn với giá là 2.1 triệu thôi nhé. Lý do là nó có một tí chảy nhẹ ở lưng đây. Đấy, các bạn về gắn ốp dẻo và xài là hoàn toàn không thấy gì nữa hết. Rất là ok với giá này nhé, 2.1 triệu full hộp. Đấy, rồi tiếp theo mình thấy có khá là nhiều Oppo A92 đây. Hôm nay mình cũng xét cái giá nó vừa phải một chút để bán cho mọi người. Oppo A92 này thì hàng giống như hàng siêu lướt. Như con này này, con này là lấy cái ốp ra dùng và mất tích rồi thì chứng tỏ là có dùng rồi, gọi là siêu lướt thôi. Con này tại sao gọi siêu lướt? Bởi vì nó mới sản xuất gần đây. Con này pin 5000.
pin 5000, pin khá trâu, RAM 8GB bộ nhớ 128GB máy còn nguyên hộp đầy đủ phụ kiện mới sử dụng ít, gọi là hàng siêu lướt. Và con này mình bán ra cho các bạn với giá là 5.300.000 bạn nhé. Nó không khác gì cái máy mới bao nhiêu đâu. Đấy. Nó gần như nó phải 9,9 điểm so với cái máy mới bạn nhé, siêu lướt. Rồi tiếp theo, con này giống như trưng bày. Để mình xem bên trong thì sẽ rõ. Đây, cái ốp nó vẫn còn đây thì đúng là cái kiểu hàng trưng bày hoặc là tồn kho thôi. Chứ còn các bạn nghĩ đúng không? Mình phân tích nếu như các bạn là người đi mua về, các bạn có bỏ cái ốp này gắn vô xài không? Hay là giữ cái ốp để mà nó chạy cái máy ra đúng không? Đó. Rồi ok, con này chả khác gì máy mới nha. Con này thế thì được, sẽ được liệt vào hàng thanh lý. Và con này là máy màu đen. Có cái giá là 5.400.000. Đấy, mắc hơn 100 thôi vì nó là hàng siêu lướt, nó sẽ hơn con kia 100k bạn nhé. Con này là hàng thanh lý, còn con kia là hàng siêu lướt bạn ha. Con này màu đen. Đấy, còn cả ốp dẻo đầy đủ đây. Thì con kia thì màu xanh ngọc. Giá là 5.300.000, con này 5.400.000 bạn nhé. Oppo A92 chính hãng. Máy gần như máy mới, chắc chắn còn bảo hành hãng rất là lâu. Đấy. Rồi tiếp theo đây. Mình có một con VSmart Acti 3, con này rất là hot. Và con này là phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64GB. Còn tất cả về thiết kế như là camera thò thụt, màn hình tràn viền, rồi các cái thì nó giống như con phiên bản RAM 6GB thôi, nó thua mỗi RAM thì cũng không ảnh hưởng gì bao nhiêu đâu. Bởi vì luôn luôn nó cũng phải đồng bộ với máy thì chạy nó mượt mà. Và đây là một con máy màu đen. Mình thấy là có kèm đầy đủ phụ kiện và con máy này là hàng đẹp keng nhé. Hàng đẹp keng. Với camera trước thò thụt này. RAM 4GB bộ nhớ 64GB, VSmart Acti 3 khá là chất, có đầy đủ sạc zin, phụ kiện zin kèm theo máy đây. Nguyên hộp luôn. Này mình có mỗi một máy màu đen, bán cho các bạn với cái giá là 2.800.000 các bạn nhé, 2.800.000. Khá là chất luôn á. Rồi đây, mình có Redmi 6 này. Hãng Redmi này thì nó cũng cùng anh em với hãng Oppo nên nó khá là chất đấy, bìn châu. Thì Oppo thì các bạn cũng biết là khẳng định được thương hiệu rồi. Đây, sách hướng dẫn vẫn còn nguyên, tuy nhiên cái này cũng không thấy có cái ốp dẻo. À, cái ốp dẻo đã gắn vào máy xài. Thế thì cái hàng này được gọi là hàng siêu lướt nhá, xài ít, có xài rồi nhưng xài rất ít này các bạn. Con này xài rất ít. Máy màu ánh bạc nhá. Mặc dù cái ốp là không biết là cái ốp của nó, à chắc cái ốp nó màu này chứ không thể nào ai xài đến đen được thế này đâu. Đấy, nó là cái ốp nó màu đục các bạn ơi. Tự nhiên cho cái ốp màu đục nhìn bẩn thế nhỉ. Đấy, thôi các bạn về đầu tư cái ốp khác nhé. Chứ nhìn này mất giá trị cái máy. Ok, con này sẽ có pin trâu và sử dụng RAM 4GB bộ nhớ 128GB. Máy màu ánh bạc rất là chất. Có cái giá bán là con này, thôi mình giảm giá anh bán cho bạn 3.900.000 thôi. Đấy, tạo điều kiện hết mốc để các bạn mua sử dụng. Nguyên một cái bộ sạc tai nghe zin theo hộp đây cũng khá là ok rồi các bạn nhé. Đấy, còn nguyên si và có cả cái ốp này màu hơi đục, các bạn nào không thích về mua ốp khác. Gắn vào cho nó tươi xanh như nồi canh nhá. Chứ cái ốp này thì thực ra nó cho là cái ốp màu như vậy đấy chứ không phải xài bẩn đâu. Đấy, ok. Redmi 6 giá 3.900.000 này, full hộp này. Rồi tiếp theo đây mình có một con Redmi 5 Pro. Redmi 5 Pro. Con này cấu hình cũng khá là đỉnh luôn. Và đây, thấy còn cả ốp dẻo đây thì chắc là khá chất rồi. Máy trưng bày. Đấy. Màu xanh, tươi xanh như nồi canh. Con này RAM 4GB, bộ nhớ là 128GB. Pin hơn 4000 nên cũng khá là trâu. Đấy, màn hình giọt nước bạn nhé. Redmi 5 Pro chạy chip Snapdragon nên là cân mọi loại game, chả ngại cha con thằng nào hết. Ok. Và đây, bộ sạc là mới, chưa sử dụng lần nào luôn là các bạn biết rồi. Hộp mới. Thì đây là hàng tồn kho. Và con này hôm nay mình cũng bán giảm giá xuống với giá 3.400.000 cho các bạn dễ mua. Redmi 5 Pro chính hãng giá 3.400.000 các bạn nhé. Rồi ok, các bạn thấy máy nguyên hộp ở đây cũng còn khá là nhiều. Nhưng chắc có lẽ Nhật Nam xin phép tạm dừng cái video này tại đây. Bởi vì bây giờ mình đang có một tí công việc rồi. Bạn nào muốn đặt máy hãy alo đến số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123. Các bạn lưu ý là xem kỹ clip của Nhật Nam, biết được phương thức mua hàng cũng như uy tín của Nhật Nam rồi hãy đặt mua máy, tránh mất thời gian của cả đôi bên các bạn nhé. Và khi mà gọi hai cuộc thấy Nhật Nam không bắt máy, các bạn vui lòng nhắn tin nhắn cho Nhật Nam nha. Và khi mua hàng các bạn phải đặt cọc trước 100.000 đối với sản phẩm là dưới 10 triệu, 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu qua một trong hai hình thức. Đó là chuyển khoản để đặt cọc hoặc là các bạn có thể dùng thẻ cào để đặt cọc, thẻ cào, thẻ nạp điện thoại đó các bạn. Ra mua thẻ Viettel Mobi 100.000, về cào ra gửi mã nạp tiền và series của cái thẻ qua cho Nhật Nam bằng tin nhắn. Hoặc là có thể kết bạn Zalo với Nhật Nam
để chụp hình cái thẻ khi các bạn đã cao ra rồi đó, gửi sang cho Nhật Nam, rồi gửi tên, địa chỉ, nhà ở rõ ràng cụ thể của bạn cho Nhật Nam để Nhật Nam có thể chốt đơn hàng cho bạn và ship hàng cho các bạn qua đường bưu điện với hình thức là ship code trên toàn quốc bạn nhé. Các bạn ở đâu cũng mua được hàng của Nhật Nam, chỉ cần đặt cọc trước 100.000, hàng đến các bạn được kiểm tra hàng, được test máy, ok, các bạn mới phải thanh toán nốt số tiền còn lại, và cái tiền đặt cọc của các bạn đã được trừ luôn vào tiền máy. Nhật Nam không bao ship cho nên các bạn sẽ phải trả thêm phí ship là từ 30 đến 100.000 tùy theo cân nặng cũng như giá trị của sản phẩm. Do là hàng điện tử, hàng dễ vỡ nên phí ship có thể từ dao động từ 30 đến 100, thậm chí là hơn, nên mong các bạn thông cảm nhé. Có những cái máy mười mấy triệu có thể lên đến hơn 100.000. Đó, thì mọi người hãy xem hết và nhấn like ủng hộ mình, chia sẻ ủng hộ mình và đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như là theo dõi lâu dài, khi nào ok kết cái sản phẩm nào thì hãy đặt hàng. Còn ngoài ra nữa là mình cũng sẽ không nhận cuộc gọi từ Zalo này và không gửi hình ảnh của máy cho từng bạn qua Zalo được, mong các bạn thông cảm. Hãy coi kỹ clip và Nhật Nam luôn luôn đánh giá đúng giá trị của sản phẩm, và với cái giá tiền các bạn bỏ ra, các bạn sẽ được hưởng cái món đồ đúng với lại cái giá trị của nó nhé. Các bạn cứ yên tâm, mình chỉ bán hàng chính hãng cũng như là luôn luôn mang cái uy tín chất lượng đến để phục vụ cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.